Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn một số nội dung đáng chú ý sau. Thái Nguyên hỗ trợ gia đình có người thân tử vong do Covid-19. Khó khăn của người dân thôn Lương Cải ở Tuyên Quang. Cẩn trọng với đề xuất áp sàn giá vé máy bay. Đà Lạt xử 40 triệu đồng khách sạn cho tài xế lưu trú vi phạm phòng dịch. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 2 tháng thành lập để kịp thời hỗ trợ người dân trong trường hợp khẩn cấp, đội SOS của Trung tâm An sinh Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức dừng hoạt động chuyển túi an sinh trực tiếp tới người dân. Lực lượng phản ứng nhanh SOS ra đời từ ngày 23 tháng 8 với sứ mệnh khi có thông tin cần cứu trợ, đội SOS từ Trung tâm An sinh thành phố sẽ đi trao túi an sinh tới tay người dân. Đến nay, đội SOS đã trao gần 15.000 túi an sinh giúp chia sẻ áp lực với địa phương để thực hiện phòng dịch. Hiện tại, hệ thống Trung tâm An sinh các cấp đã hoạt động tốt hơn, có kho hàng hóa sẵn sàng, có đội ngũ tình nguyện giao hàng. Do vậy, chương trình SOS dừng chuyển túi an sinh trực tiếp tới người dân khi người dân khó khăn, cần cứu đói khẩn cấp, có thể liên hệ ngay địa phương nơi cư trú để được hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu, nhanh và kịp thời nhất, hoặc gọi tổng đài 1022 để được chuyển thông tin. Nhằm chia sẻ những mất mát to lớn của gia đình có người thân mất tại các tỉnh phía Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên và huyện Đại Từ đã tới thăm hỏi động viên thân nhân của người bị nạn tại xã Mỹ Yên và Nam Mau. Tại hai gia đình, đoàn đã trao hỗ trợ và gửi lời chia buồn sâu sắc, đồng thời mong muốn các gia đình sớm vượt qua nỗi đau để ổn định cuộc sống. Cũng nhân dịp này, chia sẻ với những người lao động bị ngưng việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19, huyện Đại Từ đã hỗ trợ tổng số tiền hơn 109 triệu đồng cho 56 công nhân của công ty Núi Pháo và công ty cổ phần du lịch Hồ Núi Cốc. Tình hình dịch Covid-19 tại tỉnh Khánh Hòa vẫn còn đang khá phức tạp. Bám sát các yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa đã không quản khó khăn, nỗ lực ngày đêm là tấm lá chắn vững vàng trên tuyến đầu phòng chống dịch, góp phần chung tay cùng các lực lượng khác quyết tâm đẩy lùi đại dịch Covid-19. Đây là trạm kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh. Các trực buổi tối bắt đầu từ 18 giờ đến 2 giờ sáng ngày hôm sau. Đã hơn 3 tháng nay, Thiếu tá Bùi Hồng Việt, cán bộ phòng cảnh sát giao thông cùng với nhiều đồng đội trong đơn vị bám chốt 24/24 tại trạm. Đây là tuyến đường huyết mạch từ các tỉnh phía Nam về Khánh Hòa và ra các địa phương phía Bắc với hàng ngàn phương tiện qua lại mỗi ngày. Nhiệm vụ của họ là vừa phân luồng kiểm soát, đảm bảo an toàn giao thông, vừa thực hiện kiểm soát dịch bệnh Covid-19. Tới nay là 3 tháng 7 ngày, thì ngoài công việc của tôi là khi mà làm việc tại chốt này là ngoài việc dừng và kiểm tra tất cả các phương tiện khi tham gia giao thông trên tuyến quốc lộ 1 này đi qua chốt và kiểm tra tất cả những cái người và phương tiện đi trên phương tiện đó để tập trung vào khai báo y tế hoặc là test nhanh Covid nếu có một tình trạng nào mình gọi là nghi vấn từ vùng dịch trở về. Còn về thực hiện thì khi mà chúng tôi chốt ở đây thì phần lớn là trực chiến tại đơn vị để phục vụ cho công tác phòng chống dịch này. Và trong vòng hơn 3 tháng thì chúng tôi chỉ về nhà tầm 1 hoặc đến 2 lần. Từ khi đợt dịch thứ tư xuất hiện, Công an tỉnh Khánh Hòa đã thành lập các trạm kiểm soát dịch bệnh trên các tuyến huyết mạch giao thông đường bộ ra vào tỉnh với nòng cốt là lực lượng cảnh sát giao thông. Làm việc cả ngày lẫn đêm, trung bình ở mỗi trạm kiểm soát dịch bệnh, các lực lượng chức năng tiếp nhận, giải quyết, hướng dẫn cho hơn 500 lượt phương tiện ra vào tỉnh. Tiếp xúc với rất nhiều người đi đến từ các vùng dịch, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh luôn hiện hữu với từng cán bộ chiến sĩ. Là mặc dù đó là thời tiết khắc nghiệt và trang thiết bị và kể cả những cái hay là nơi ăn chốn ở chưa đảm bảo, nhưng mà anh em cán bộ chiến sĩ trong cái chốt kiểm dịch đó đã thực hiện nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm cao, là mặc dù khó khăn nhưng mà đã vì tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân là đã tập hợp hết và làm 24/24 giờ để tạo điều kiện và là phòng giảm cái thiểu số để lây lan dịch bệnh trên địa bàn. Tất cả mọi cán bộ chiến sĩ là thực hiện nghiêm là cái về phòng chống dịch 5K. Cái thứ hai nữa là trong khi làm nhiệm vụ là thể hiện thái độ nhẹ nhàng, bình tĩnh và hướng dẫn mọi người dân chấp hành nghiêm, và có gì thắc mắc sẽ về có bộ phận người ta sẽ giải thích và hướng dẫn cho, không để điểm nóng xảy ra.
Không có khái niệm về thời gian, luân phiên ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh. Mỗi cán bộ chiến sĩ là một tấm lá chắn, mỗi trạm chốt kiểm soát là một pháo đài kiểm soát dịch bệnh. Dù nắng, dù mưa, mỗi cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông nói riêng, cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Khánh Hòa nói chung vẫn nỗ lực từng ngày trên tuyến đầu chống dịch với tinh thần vì nhân dân phục vụ. Mặc dù gặp khó khăn chung của đại dịch COVID-19, tuy nhiên một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã khắc phục khó khăn, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh cũng như đời sống cho công nhân lao động. Chị Đàm Thị Uyên cùng với rất nhiều công nhân lao động khác tại công ty trách nhiệm hữu hạn Casat Vina chi nhánh tỉnh Tuyên Quang yên tâm lao động sản xuất. Trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tuy nhiên công ty vẫn đảm bảo việc làm và đời sống cho công nhân lao động. Trong thời gian Covid, công ty lúc nào cũng đảm bảo sản lượng để cho công nhân làm đều hàng ngày, không bị gián đoạn cái thời gian làm việc của công nhân, rất là ổn định. Để đảm bảo mục tiêu vừa phòng chống dịch bệnh vừa thúc đẩy hoạt động kinh doanh, công ty luôn chú trọng tới các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho công nhân, tăng cường vệ sinh tất cả bộ phận sản xuất. Bằng sự chủ động và các phương án phòng chống dịch hiệu quả đã góp phần đẩy lùi dịch bệnh, tạo sự yên tâm cho người lao động, duy trì sản xuất ổn định cho doanh nghiệp. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa ban hành công văn bổ sung biện pháp giám sát y tế đối với người từ các khu vực có dịch COVID-19 đã tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19 đến Quảng Nam. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam yêu cầu đối với người từ khu vực có dịch COVID-19 đã tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19, có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc giấy ra viện, khi đến Quảng Nam thực hiện cách ly tập trung 7 ngày. Sau đó tiếp tục cách ly tại nhà nơi lưu trú 7 ngày, lấy mẫu xét nghiệm 2 lần, lần 1 vào ngày đầu tiên, lần 2 vào ngày thứ 7 trong thời gian cách ly tập trung. Nội dung công văn này bổ sung cho công văn ngày 18 tháng 8 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo đó, đối với người từ các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 về Quảng Nam, phải thực hiện cách ly tập trung ít nhất 14 ngày, tiếp tục cách ly tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày và tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày tiếp theo. Người nhập cảnh phải cách ly tập trung ít nhất 14 ngày liên tục và tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày sau đó. Riêng đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 sẽ thực hiện cách ly tập trung 7 ngày và tiếp tục cách ly tại nhà vào 7 ngày tiếp theo. Năm học 2021-2022, ngành giáo dục tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới ở khối lớp 1, lớp 2 và lớp 6. Ngoài khối lớp 1 được tới trường, các khối lớp còn lại phải học theo hình thức trực tuyến. Đây là thách thức với các nhà trường để đạt được mục tiêu phát huy năng lực và phẩm chất người học. Giờ học khoa học tự nhiên tại trường trung học cơ sở Tiên Lữ, thời gian kiểm tra bài cũ kéo dài hơn so với học trực tiếp. Bởi đây là môn học mới, tích hợp 3 môn vật lý, hóa học và sinh học, trong đó có những kiến thức trước đây học sinh được học ở các khối cao hơn. Các bài học đều có sự lồng ghép giữa lý thuyết và thực hành, vận dụng thực tế. Việc phải học trực tuyến trở thành thách thức đối với cả thầy và trò. Học sinh sẽ bị hạn chế về nhất là kỹ năng về hoạt động nhóm, kỹ năng về làm việc khoa học hoặc là kỹ năng thực hành thí nghiệm. Một số cái năng lực mà bị hạn chế, ví dụ như là năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực hợp tác và giao tiếp. Chương trình giáo dục phổ thông mới hướng tới phương pháp dạy và học tích cực, tăng thời lượng thực hành, yêu cầu vận dụng và thực tiễn. Trong khi đó, học trực tuyến khiến cho việc trải nghiệm của học sinh bị hạn chế. Để khắc phục, các thầy cô giáo thường giao các nhiệm vụ học tập hướng tới vận dụng kiến thức và thực tế. Nếu học sinh khối lớp 6 có thể chủ động, độc lập thực hiện các yêu cầu của giáo viên, thì với học sinh khối lớp 1 và lớp 2 cần có sự đồng hành phối hợp của phụ huynh. Phụ huynh sẽ hỗ trợ các con mở máy hoặc xảy ra sự cố về vấn đề máy mạng, chuyển cái yêu cầu nhiệm vụ các cô giao để các con hiểu hơn. Khi mà nghiệm thu các sản phẩm của các con, phụ huynh quay video để gửi vào các nhóm để cô đánh giá. Dạy và học theo chương trình mới, sách giáo khoa không phải pháp lệnh mà là công cụ giảng dạy. Giáo viên có thể điều chỉnh, vận dụng linh hoạt. Đây là cơ hội để khắc phục những khó khăn khi học trực tuyến. Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tinh giảm chương trình ở bậc trung học, giảm bớt áp lực cho giáo viên và học sinh. Cách thành phố Tuyên Quang khoảng 25 km, nhưng hơn 200 nhân khẩu ở thôn Lương Cải, xã Công Đa, huyện Yên Sơn hết sức vất vả trong việc thông tin liên lạc do sóng điện thoại không ổn định, cùng với việc chưa có điện lưới khiến cho đời sống của người dân nơi đây gặp không ít khó khăn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
để chỗ đấy là ổn định đấy, sóng ấy. Còn nếu mà đem vào trong nhà thì lại không có tí nào, không nghe được ấy. Mình là tổ trưởng ở tổ 7 ở dưới này, nhưng mà có lúc mình cần điện cho ai thì cũng không được đấy, ở nhà ấy. Đấy, họ điện cho mình cũng không được, mình phải ra một chỗ ổn định cơ. Thời gian tới này thì nếu mà có điện ấy thì chỉ mong trên làm cái cột sóng ở dưới này để cho gọi cho ổn định. Nhiều năm nay, người dân ở tổ 7, thôn Lương Cải, xã Công Đa, huyện Yên Sơn phải sống trong cảnh sóng điện thoại chập chờn, lúc có, lúc không. Nguyên nhân là do cột phát sóng nằm xa, đặc biệt là địa hình đồi núi khiến cho sóng điện thoại ở đây có cũng như không. Không có sóng điện thoại, mọi công việc triển khai của anh Sùng Văn Kinh phải đi trực tiếp đến các hộ dân. Người dân ở đây cũng chưa được sử dụng điện lưới quốc gia. Việc dùng các máy phát điện nhỏ tại các con suối là cách duy nhất để có điện. Bà con nhân dân là mong muốn có được cái điện để cho các cháu, cái thứ nhất là tối vào các cháu có cái điện để mà học tập. Cái thứ hai nữa là để bà con nhân dân là có điện thì mua sắm được cái tivi thì là sẽ nắm bắt được cái về cái tình hình, về thông tin đại chúng. Và cái thứ hai nữa là cái mong muốn của bà con là về cái đường để bà con đi lại, cũng như là các cháu học sinh là đi lại cho nó thuận tiện để đến trường, đến lớp. Việc sớm được đầu tư cơ sở hạ tầng viễn thông, đường giao thông, đường điện là mong mỏi của người dân nơi đây, để họ có thêm nguồn lực cải thiện trực tiếp điều kiện sinh hoạt và sản xuất, góp phần thay đổi đời sống của người dân nơi đây. Huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh được bao bọc bởi ba con sông lớn, đó là sông Đuống, sông Cầu và sông Thái Bình, với tổng chiều dài đê tiếp giáp khoảng 69 km. Nhiệm vụ đặt ra trong mùa mưa bão là hết sức nặng nề, với phương châm chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả. Ngay từ đầu mùa mưa bão, huyện Quế Võ đã tích cực chuẩn bị các phương án, điều kiện về nhân lực, vật tư dự phòng, sẵn sàng ứng phó với diễn biến bất thường, khó lường của thời tiết. Xã Việt Thống nằm bên bờ sông Cầu với chiều dài đê tiếp giáp là 6,4 km. Khoảng hơn 10 năm trở về trước, đây là một trong những địa bàn có điểm đê xung yếu tại địa phận thôn Thống Thượng và thôn Yên Ngô, tiềm ẩn nhiều nguy cơ sạt lở. Một vài năm trở lại đây, được sự quan tâm đầu tư của tỉnh, các điểm đê xung yếu được khắc phục. Tuy nhiên không vì thế mà xã chủ quan trong công tác phòng chống thiên tai. Trạm bơm Thái Hòa là một trong ba trạm bơm đầu mối của huyện Quế Võ, có nhiệm vụ tưới tiêu cho khoảng 1.500 ha sản xuất nông nghiệp của các xã Chi Lăng, Hán Quảng, Mộ Đạo, Bồng Lai và một phần của thành phố Bắc Ninh và huyện Tiên Du. Hiện trạm bơm vận hành 31 tổ máy vận hành với công suất 1.000 mét khối một tổ máy một giờ. Để sẵn sàng trong mùa mưa bão, trạm bơm đã chủ động bơm tiêu nước đệm, thường xuyên kiểm tra, duy tu các tổ máy, đồng thời huy động 100% quân số, trực 24/24 giờ, tránh bị động bất ngờ. Huyện Quế Võ có 16/21 xã, thị trấn, có đê tiếp giáp với các con sông với tổng chiều dài khoảng 69 km. Chính vì vậy, công tác chủ động phòng chống thiên tai, sẵn sàng ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết luôn được đặt lên hàng đầu. Hàng năm, huyện xây dựng kế hoạch cụ thể, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thường xuyên kiểm tra, rà soát hiện trạng các công trình đê điều và thủy lợi để kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý các sự cố xảy ra. Xử lý nghiêm các vi phạm đê điều, công trình thủy lợi và hành vi lấn chiếm ảnh hưởng đến hành lang thoát lũ. Đồng thời có phương án bổ sung, chủ động vật tư, nhân lực theo phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết trong mùa mưa bão. Sau dồn thửa đổi ruộng, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên có gần 29.300 thửa đất nông nghiệp cần cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích gần 3.400 ha. Đến nay, toàn huyện đã cấp đổi được 12.346 thửa, đạt trên 42%. Từ đầu năm 2019 đến nay, huyện Tiên Lữ mới cấp đổi được 147 thửa với diện tích trên 17 ha. Trong khi đó, chỉ tiêu của Ủy ban Nhân dân tỉnh giao cho huyện Tiên Lữ, tổng số thửa cần phải cấp đổi gần 3.500 thửa. Toàn huyện có gần 17.000 thửa đất nông nghiệp chưa được cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn thửa đổi ruộng. Nguyên nhân do các xã đã thực hiện dồn thửa đổi ruộng, song còn chậm kê khai xét duyệt. Một số địa phương thực hiện dồn thửa đổi ruộng chậm nên chưa tiến hành đo đạc bản đồ để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Để công tác cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Tiên Lữ thực hiện hiệu quả, đảm bảo mục tiêu kế hoạch, huyện Tiên Lữ cần tập trung chỉ đạo các địa phương
xây dựng kế hoạch cụ thể về cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xử lý nghiêm, dứt điểm những vi phạm về đất đai tồn đọng từ nhiều năm trước. Mới đây, Cục Hàng không vừa trình Bộ Giao thông Vận tải dự thảo thông tư quy định khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa, trong đó bổ sung về mức giá vé máy bay tối thiểu. Mức này được tính bằng 20% mức giá trần đang áp dụng hiện nay. Ngay lập tức thì đề xuất này đã vấp phải không ít các ý kiến trái chiều. Cụ thể, đề xuất áp dụng mức giá sàn là bằng 20% giá tối đa hiện nay sẽ áp dụng từ ngày 1 tháng 11 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2022. Nếu vậy, mặt bằng giá vé máy bay sẽ tăng rất cao, lên xấp xỉ 2 triệu đồng một vé một chiều tuyến bay vàng Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, nếu đề xuất này được áp dụng, thị trường hàng không trong nước trong một năm tới sẽ không còn mức giá vé 0 đồng và vài chục ngàn đồng một vé một chiều như thời gian qua. Các cơ quan quản lý nhà nước, Bộ Giao thông cũng cần phải suy nghĩ một cách nghiêm túc để làm như thế nào đó vừa phù hợp với cái điều kiện phát triển kinh tế thị trường, vừa phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước và phù hợp với các hãng hàng không để tạo một mặt bằng chung, cũng như là không những chúng ta có thể cải thiện cái việc mà phục hồi những cái ngành kinh tế vận tải về hàng không, mà chúng ta cũng tính tới cái việc phục hồi các ngành kinh tế khác như là du lịch, như là các dịch vụ khác. Mặt khác, các chuyên gia đánh giá, xét theo góc độ thể chế quản lý giá trong nền kinh tế thị trường, việc quy định giá sàn trên thị trường hàng không nội địa là hoàn toàn không phù hợp. Đó là chưa kể đến, đề xuất này nếu như thông qua sẽ giáng một đòn chí mạng vào sự phục hồi của ngành kinh tế và du lịch trong giai đoạn dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp như hiện nay. Nó là vấn đề liên quan đến cung cầu, liên quan đến các luật điều chỉnh mà chúng ta không được phép can thiệp nhiều về vấn đề giá cả. Xác định rằng rõ ràng là cái dịch Covid này hết đi, dịch Covid khác tương lai nó cũng sẽ ra, và chúng ta phải có một cái bài toán để giải quyết cuộc sống phát triển của kinh tế xã hội trong cái tình trạng có dịch Covid. Không khó để hiểu được, đề xuất trên cũng xuất phát từ mong muốn phục hồi, giải quyết khó khăn cho ngành hàng không trước tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài suốt thời gian qua. Tuy nhiên, trước khi thông qua đề xuất trên, cơ quan quản lý nhà nước cần phải xem xét, đánh giá kỹ tác động đến thị trường và người dân cũng như quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp. Nên chăng, hãy để cho các hãng tự quyết định giá bán vé. Nếu hãng nào vi phạm luật giá, luật cạnh tranh thì pháp luật đã có đủ chế tài để xử lý. Ngày 22 tháng 9, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 40 triệu đồng đối với chi nhánh công ty cổ phần Sài Gòn Hỏa Sa khách sạn đường sắt số 1 Quang Trung, phường 9, thành phố Đà Lạt. Nguyên nhân do khách sạn nhận đón khách là tài xế lưu trú không đúng quy định. Đơn vị này còn có tình tiết tăng nặng là không chấp hành các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19, đón khách lưu trú là tài xế đối tượng phải thực hiện lưu trú tập trung. Trước đó, tối ngày 12 tháng 9, đoàn kiểm tra liên ngành về phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Đà Lạt và Ủy ban Nhân dân phường 9 kiểm tra khách sạn đường sắt Đà Lạt, phát hiện khách sạn này đã tiếp nhận 3 tài xế đường dài của nhà xe Cường Phụng lưu trú. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt cũng quyết định xử phạt vi phạm hành chính công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải thương mại Cường Phụng, xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt 15 triệu đồng do không thực hiện áp dụng biện pháp lái xe, chấp hành việc lưu trú theo quy định tại điểm được bố trí. Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nói chung đã xuất hiện rất nhiều ca mắc COVID-19 liên quan đến tài xế phụ xe đường dài. Chỉ tính riêng trong tháng 9, Lâm Đồng đã phát hiện hàng chục ca tài xế phụ xe đường dài dương tính với SARS-CoV-2. Lực lượng chức năng thành phố Hồ Chí Minh đã tạm giữ 5 đối tượng lẻn vào một quán karaoke để trộm cắp tài sản với tổng giá trị gần 500 triệu đồng. Qua test nhanh, có 2 đối tượng dương tính với SARS-CoV-2. Theo điều tra ban đầu, một số đối tượng trong nhóm sống lang thang phát hiện quán karaoke Sáng Mi tại phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân đang sửa chữa không có người trông coi nên đã lẻn vào ở. Qua nhiều ngày không bị phát hiện, các đối tượng đã tháo trộm nhiều tài sản gồm 15 máy lạnh, 50 loa, sắt thép và đồ trang trí, TV với tổng trị giá khoảng 470 triệu đồng để đem đi bán lấy tiền tiêu xài thì bị người dân cùng công an phường phát hiện bắt giữ. Hiện lực lượng chức năng đang cách ly 5 đối tượng để đảm bảo an toàn về phòng chống dịch, đồng thời tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.